mã mà nói lý thuyết rồi mình viết cái mã thử. Rồi cái mã mình tạo cái mã nha. In a du vuông. Được chưa? Cái này gọi là khai báo. Rồi sau đó khởi tạo nè, bằng new in vuông 5 đóng vuông. Là mình tạo ra cái mảng 5 phần tử, quý vị muốn số mấy cũng được nha, 50 cũng được đó. À, nhớ số người ta là số integer nha quý vị, 5.0, 5.5 nó cắn lưỡi chết luôn. Ok không? Số đó là số đúng nguyên nha. Rồi. Quý vị có thể ghi là in vuông vuông. Được chưa? Rồi, vuông trước vô vuông sau gì nó chơi lá. Chịu chưa? Rồi sau đó quý vị gán giá trị vô nè. A thứ 0 bằng A thứ 1 bằng A thứ 2 bằng A thứ 3 bằng A thứ 4. Rồi nè, nhìn nè. Thật ra mà nói á, khi mình có một cái biến, mình có một cái mã và có phần tử rồi thì bây giờ mình lấy nó ra, ví dụ mình lấy một cái A thứ 2 hay một A thứ 4 gì đó thì nó coi như cái biến bình thường vậy đó. Đâm ra có thể tính toán cộng trừ nhân chia được hết đó nha. Ví dụ mình ghi A thứ 4 bằng A thứ 0 cộng A thứ 1. Nó hiểu á. Ừ, ăn nhiều. Thứ 0 là 5 cộng thứ 1 7 ra là đâu là đâu sao 12. Tự ông làm ông nói cái từ quán rồi, chịu chưa? Rồi gì ha. Rồi thật ra khi mình tạo ra cái biến á, cái mảng á, mình có thể gán liên hoàn, gán cái nè new in 5 thì á, ở đây nè mình có thể ghi gì nè, mở nhỏ thay vì mình gán thay mình ghi gì nè, ghi kịch vậy nó đuối đúng không? Mình có thể gán liên hoàn mở nhỏ kịch đủ nha, 1 2 3 4 5. Rồi cái vậy đó. Ý sao nó không chịu? 1, 2, 3, 4, 5. Ô bị gì vậy? Ô quả ngậu vậy. New double, new in vuông vuông, nhỏ nhỏ. Đúng không ạ? Ôi trời ơi, chỗ này. Ồ, không cần phải số vô đó. Được chưa? Nó tự nó biết là sao? Nó tự nó biết đếm số phần tử luôn. Nó biết là có 5 phần tử và thứ giá trị thứ 0 là nhiêu, thứ 1, nhiêu thứ 2, nhiêu thứ 3, nhiêu thứ 4, nhiêu biết hết. Chịu chưa? Rồi. Hoặc là làm biến hơn mất nữa, viết kiểu này cũng được đó nè. Làm biến hơn đất nữa thì có thể viết là in vuông vuông d bằng à, nó viết luôn vô này sao nó lắc qua không được, mệt vậy. Nó viết luôn là bằng cái nó mở nhọn bút luôn á. Hiểu chưa? Ok không? Được không? Rồi ngoài ra bây giờ mình nói ví dụ quý vị nghe nha. Bây giờ mình có giờ biến đi in e bằng new in vuông vuông 5 vuông vuông. Mình có phải bây giờ mình có một cái mảng e có 5 phần tử đúng không? Cái bây giờ mình ghi nè, mình ghi nè. E thứ 0 bằng mình chơi cái lệnh thì mình cho người ta nhập vô á là gì? Scan đúng không? Hồi nãy là mình viết cái ra trên chỗ này s.nest in. Phải không? Rồi, e thứ 1 bằng nghe đi bớt nói chuyện vô đi, trời nói chuyện nhiều quá, nhiều chuyện quá rồi, phải không? Như vậy phê không? Phê đâm ra người ta mới nghĩ đến chuyện là sao, người ta dùng vòng lặp để người ta chạy à. Cái thằng pho này nè nó khoái chơi với vòng lặp cực kỳ luôn. Có pho là có mảng là có vòng lặp à, cái mảng nó khoái chơi với lại vòng lặp cực kỳ luôn. Pho in y bằng 0, y nhỏ hơn 5, y cộng cộng tức là nó chạy từ 0 đến 4 đúng không? Lìa là y đó chính là index đúng không? Về chỗ này mình can vô mình chơi y, phải không?
Được chưa? Muốn chơi thêm câu quảng cáo nữa thì chơi thêm câu quảng cáo cho nó đẹp. À, nhập A thứ. Ôi thứ mấy đây? Thứ. À, như vậy cho nó đẹp không? Thứ nhập A thứ 0, nhập A thứ 1 và thứ 2 luôn cho đẹp á. Rồi, được chưa? Đó, cái for này sẽ giúp cho mình nhập vô. Rồi bây giờ xuất ra. For. Rồi. A thứ y. Rồi. Cho khoảng trắng này nha, cộng cái khoảng trắng. Rồi nha, giờ chạy nè. Nhập vô. A thứ 0. A thứ 1. A thứ 2. A thứ 3. A thứ 4. Đúng không? Xuất ra 5, 7, 9. Ôi trời ơi, làm lộn. Xin lỗi ông sinh. Xin lỗi. Không phải vậy. Dữ quá đi con. 5, 1, 2, 4, 6. Được chưa? Ờ, để mai mốt đến rồi đến chừng tôi chấm bài tôi không có lỗi phải gì nha. Tôi sáng mà. Rồi, hiểu cái tụi như này không? Hiểu không? Rồi. Sao mà sai được? Sai nó thể hiện lên cái nó không chạy liền chứ sai sao sai. Rồi, ngoài ra ở đây nè quý vị, mình có thể là mình để ý ở đây là mình chạy đến là gì? Chạy đến 5 đúng không? Chạy đến 5 đúng không? À, 5 này mình tại sao mình biết số 5? Tại vì mình nhớ. À đây số 5, đây số 5. Nhưng mà thật ra mình có thể dành nè. E.len. Nó trả về cái gì? Nó trả về số phần tử của cái mảng đó. Được chưa? Mảng 5 phần tử nó trả về 5. Còn index là từ 0 đến 4 nha. Nó chừng lộn giữa cái số phần tử với lại index á. Đâm ra đây mình số phần tử là mình ra là 5. Nhưng mà do nó nhỏ hơn 5, đâm ra là index nó chạy từ 0 cho đến nhỏ hơn 5 là 0 đến 4 đó. À. Rồi. Gì chưa? Rồi. Tiếp theo mình còn một cái for cắt cớ nữa là for s. À. For s. For s này là gì? For s này nó giúp cho mình chạy là đối tượng chạy trong tập hợp. À, hay là biến chạy trong một cái mảng gì đó. Rồi, nhìn. Mình viết cái for này nè là mình chạy theo cái gì? Có phải là mình chạy trên index không? Y. Đâm ra chỗ này e thứ y nè là mình chạy index. Ok không? Nhưng mình có một cái for nữa. Nó gọi là fast là đây nè. Nó for sau nó mở ngoặc ra nó chơi cái kiểu nó tên một cái biến rồi nó hai chấm rồi cái tập hợp. Rồi nhìn cho kỹ này cho nó viết vậy nè nha. For mở ngoặc ra in x chạy trong e. Ờ. In x chạy trong e. Rồi nhìn kỹ chỗ này. X bây giờ đó nó chạy trong e. Vậy x này lần lượt sẽ là thứ 0, thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 của cái e đó. Hình dung không? Ừ. Đâm ra chỗ này lúc mình xuất ra nha. Là thay vì mình xuất là e thứ gì không có, mình xuất x là xong à. Tại sao? X nó lần lượt sẽ là từng cái phần tử ở trong e đó sẽ lần lượt sẽ là thứ 0, rồi đến thứ 1, rồi đến thứ 2, rồi thứ 3, rồi đến thứ 4. Chịu chưa? Cái này nó gọi là for s. Rồi. Đi chen giống vậy thôi, không gắn cái gì hết. À. Rồi, đến đây chịu không? Chịu for này không? À, for đối tượng hay là biến chạy trong cái tập hợp hay là chạy trong cái mảng, tức là x này nè. Nó là một thằng integer và nó chạy ở trong cái mảng này, nó lần lượt sẽ là từng phần tử của mảng này. Còn hồi nãy á, là mình chạy nó index, mình cho một con số bất kỳ, cho một số y, mình lấy y là index, mình cho nó chạy từ 0 đến 5.
và mình lấy là thứ at thứ thứ mấy thứ internet. Còn này là mình cho nó chạy trong cái mạng luôn. Rồi đến đây thắc mắc gì không? Hiểu chưa? Rồi. Rồi, đến đây mình ngắt ra đi. Nhiều quá, nó dài quá.